Ok và hello tất cả mọi người. Thì hôm nay mình sẽ giới thiệu đến mọi người một số cái basic command ở trên Windows PowerShell. Và ở đây thì mình sử dụng phần mềm Windows Terminal được download trên Microsoft Store, và mình đã config lại cho nó nhìn màu mè và đẹp hơn. Thì đầu tiên chúng ta sẽ đến với lại câu lệnh đầu tiên là câu lệnh get children, tức là ls. Thì khi các bạn gõ ls thì chúng ta sẽ ra được một list các files, các folder tồn tại ở trong cái thư mục, cái directory hiện tại. Thì hiện tại mình đang ở trong cái directory có dấu ngã, tức là home. Thì home đây là gì? Là c, user và trend. Cái từ trend này tính là cái username đó. Thì sau khi các bạn đã list ra được rồi thì làm sao để xóa cái màn hình này đi, thì các bạn có thể gọi lệnh là cls hoặc là các bạn có thể gọi lệnh là clear. Thì hai câu lệnh này có nghĩa là clear host. Rồi tiếp tục chúng ta sẽ đến với lại tiếp theo là những câu lệnh, tiếp theo là những câu lệnh về write output, tức là echo. Giả sử mình có echo hello thì nó sẽ in ra màn hình console của mình là hello, hoặc là write hello thì sẽ có là hello. Và thứ hai là câu lệnh về set location, tức là chúng ta sẽ đi tới một cái thư mục nào đó. Ví dụ mình muốn tới thư mục ODD thì mình sẽ chọn là CDC, CDD 2 chấm. Tới ODC thì sẽ có là CDC 2 chấm. Hoặc là chúng ta sẽ sử dụng SLD 2 chấm thì chúng ta cũng sẽ làm được tương tự. Và get location, câu lệnh get location tức là chúng ta sẽ biết là hiện tại chúng ta đang nằm ở thư mục hoặc là đang nằm ở cái directory, đang ở location nào. Thì GL tức là mình đang ở ODD, hoặc là các bạn có thể gọi là P, W và D, nó sẽ ra tương tự. Rồi sau khi chúng ta đã vào được ổ đĩa rồi thì sẽ bắt đầu đến với lại các câu lệnh về khởi tạo một file hoặc là một folder. Thì ở đây trong cái folder HCMOS của mình đang hiện tại có một cái folder là personal project và một cái file tên là index.html. Vậy thì làm sao để khởi tạo một folder mới? Để create một folder thì các bạn gõ lệnh mkdir là make new directory và sẽ gõ tên folder. Ví dụ mình sẽ gọi là folder luôn. Như vậy là hiện tại ở trong thư mục HCMOS của mình đã có một folder mới tên là folder. Và mình sẽ đi vào folder này bằng cách gõ cd folder, sau đó nhấn tab. Đó. Như vậy ở trong folder hiện tại của mình, ở trong cái folder của mình đang là không có một cái file nào hết. Như vậy làm sao để tạo ra một file mới? Thì chúng ta sẽ bắt đầu đến với lệnh new item. Thì mình sẽ gọi là new item. Ví dụ như là mình sẽ gọi là ni text.txt. Mình sẽ tạo ra một file test. Đó, như vậy là trong folder hiện tại của mình đang có một file test. Và làm sao để xóa cái file đi thì mình sẽ có lệnh là remove item, là sẽ có một trong ba câu lệnh này là rm, dl và erase. Thì mình sẽ gọi là rm, bấm, các bạn có thể bấm một vài chữ đầu sau các bạn nhấn tab là nó sẽ ra. Đó, như vậy là hiện tại trong thư mục của mình đã trống, chúng ta đã xóa đi cái test vừa rồi. Thì giờ mình sẽ tạo lại nha. Sau khi remove được rồi thì chúng ta sẽ đến với phần đổi tên. Thì đổi tên chúng ta có hai câu lệnh là ren, rn và rni. Thì các bạn sẽ gọi là ren, xóa là tên của cái file đó và cái tên mới. Giả sử tên mới mình sẽ đặt là new đi. Mình sẽ đặt là new test. Và khi các bạn nhấn enter thì cái file của chúng ta đã được đổi tên thành new test. Và sau khi remove, rename xong, chúng ta sẽ bắt đầu đến câu lệnh là move item. Bây giờ làm sao để chúng ta move cái item new test này về cái folder trước đó? Thì các bạn sẽ gõ lệnh cho mình là mi hoặc là move hoặc là mv cái tên file, và để đi về folder trước đó thì chúng ta sẽ sử dụng lệnh là hai chấm 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 enter. Như vậy là trong folder hiện tại không có, và để quay về folder trước đó là cd hai chấm đó, và file new test đã được chuyển đến đây.
Rồi. Như vậy là chúng ta đã xong phần create một cái file hoặc là một folder, và tiếp theo là đến những cái câu lệnh về việc đọc và trích xuất dữ liệu từ file đó ra. Thì đầu tiên đó chính là file, đó chính là cái câu lệnh set content. Set content tức là mình sẽ ghi cái dữ liệu hoặc là ghi một cái đoạn text vào cái file hiện có của mình. Ví dụ như mình sẽ set content cho cái file new text này có dữ liệu là hello world, và sau khi set content mình sẽ get content bằng lệnh gc hoặc là bằng lệnh cat, thì tức là mình sẽ đọc cái dữ liệu trong file đó. Đó, như vậy là mình sẽ in ra được hello world. Và để mở cái file này lên bằng notepad thì mình sẽ gõ lệnh là notepad và cái tên file, enter. Đó, như vậy là hello world. Và mình có thể sửa bằng cách nào? Một là mình sẽ mở notepad lên và mình sửa trực tiếp cho notepad. Hai là mình sẽ clear content đi, clc cái tên folder, và khi mình đọc lại cái tên folder nó sẽ không còn nữa, và mình sẽ đổi tên mới, ví dụ như là comment line, và khi mình đọc là comment line. Và để copy thì mình sẽ sử dụng các câu lệnh là copy cp hoặc là cpi. Mình sẽ gọi là cp thằng new test này, và mình sẽ bỏ nó vào một folder. Như vậy khi mà mình vào thằng folder, mình đã có thư mục new test, và tất cả dữ liệu trong new test này nó cũng giống với lại dữ liệu trong new test kia, cũng có chữ comment line. Đó, như vậy là chúng ta đã duyệt qua xong một số lệnh cơ bản ở trong mà PowerShell. Thì video đến đây là hết. Cảm ơn các bạn đã xem.